Ôi đói quá. Đói quá, chị đi đói. Nhưng mà ba đồng này mình rất quan trọng với mình. Nếu mà không có nó thì mình sẽ không được mua mua xe đạp mới. Thôi được rồi, mình không được để đó như thế được. Mình phải quay lại mua cho chị đấy thôi. Hôm nay là cuối tháng rồi. Ba hứa là lúc nào mình được đủ 50.000 thì ba mình sẽ cho mình đi mua xe đạp để mình đi học. Và mùa hè đến mình sẽ được đi chơi. Chẳng có bây giờ mình bỏ tiền ra đếm. Ba cha, phải có ốt trợ dơ vận động. Xem này. 1.000. 2.000. 3.000. Bây giờ mình được 47.000. Thế thì mình sẽ kiếm thêm một đồng nữa thì mình sẽ 50.000. Bây giờ mình sẽ để cho hộp tiết kiệm. Yeah. Nhiều quá. Nó hết cả trăng rồi. Ok. Vừa thổi quá, thơm quá thơm quá. Bánh mì nhà tôi là nhất rồi đây. Con lại đến rồi hả? Hôm nay con lại ăn bánh này đúng không? Không. Sao con lại không ăn? Hôm nay con mất cái bánh mì thôi. Không có bánh mì này thôi à? Tiền này để làm gì đấy con? Tiền con chỉ, nếu mà có 20.000 thì con sẽ được bắt 2 đồng. Nếu mà còn chuyển 50.000 thì con sẽ được mua xe đạp. Có nghĩa là con có được 50.000 thì ba con sẽ cho đi mua xe đạp đúng không? Hôm nay con còn thiếu 3.000 nữa nên hôm nay con chỉ ăn bánh này, không ăn bánh này đúng không? Vâng ạ. Để tiền đấy để đủ 50.000 để ba mua xe đạp cho đúng không? Vâng ạ. Con giỏi lắm. Đây là 2.000, bác xin nhá. Vâng ạ. Bye con. Chào chào bác. Con đi đây. Về nha. Vâng ạ. Ngoan quá, còn bé bé thế mà đã biết tiết kiệm rồi đấy, giỏi lắm. Ôi, đói quá. Không biết có được đồng. Cả ngày hôm nay mình chưa xin được đồng nào cả. Đói quá mà không có gì ăn luôn. Đói quá. Nhưng mà ba đồng này mình rất quan trọng với mình. Nếu mà không có nó thì mình sẽ không được mua xe đạp mới. Thôi được rồi, mình không thể để đó như thế được. Mình phải quay lại mua cho chị đấy thôi. Chị ơi. Chào em. Em tặng chị này. Sao em lại tặng chị ạ? Em có một cái rồi. Chị cảm ơn em nhá. Chị đang đói quá. May qua em không thì chị đói quá. Chị cảm ơn em nhiều nhá. Vâng ạ. Chào em. Cảm ơn em nhá. Chào em. Trời ơi, chiếc bánh mì nó là vật cứu sống của mình. Mình phải ăn thôi. Ngon quá. Ai mà sẽ để chành. Con ơi, sao con buồn thế con ơi? Ba ơi, con đã không giữ lời hứa với ba. Và con đã không kiếm đủ 50.000. Thì thôi, chúng mình cứ đi mua xe thôi, ba biết rồi. Bởi vì hôm nay ba ngồi nói chuyện với bác bánh mì rồi. Ba nghe kể chuyện về con. Con rất là ngoan, con biết chia sẻ với bạn bè, thế là tốt con ạ. Chúng mình đến phố mua xe đạp thôi con ơi. À, phần thưởng cho con ạ. Con cảm ơn ba. Đi thôi nào, chúng mình đi thôi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.